mọi năm mình làm móng gần gần luôn. Năm nay không thấy ai kêu làm đẹp hết. Có chưa? Đưa đi. Có đưa đẻ đi. Nhưng mà ông phải hứa lần này là lần cuối nha. Tôi hết tiền rồi đó. Tiền rồi. Này là tôi mượn của người ta đó. Lần cuối được chưa? Đưa đây. Không được, ông thề đi. Phiền quá. Thề thì thề. Thề đi. Tôi mà có khai ra cái vụ cướp bữa hổm cho tôi nghèo suốt đời đi. Đánh đầu tôi đó. Đánh con gián ra con dế. Được chưa? Ông nhớ lần này ông phải giữ lời hứa nha chưa. Từ nay tôi với ông không ai nợ ai hết. Sau này á, ông nhớ đừng có lo tôi vô chuyện này nữa. Rồi rồi rồi, biết rồi. Đưa đây, đưa đây, đưa lẹ đi. Chị có thì ra là vậy. Chị và ông bá và anh Cảnh cướp tụi em. Sang ơi, không phải vậy đâu Sang. Chị uổng công anh hết tin tưởng vợ chồng chị, không ngờ hai người lại làm như vậy. Em sẽ đi la làng cho tất cả mọi người biết chuyện này. Đừng. Thật ra lúc đầu chị chỉ định hù hai đứa thôi. Chị đâu có ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Anh Ba Hơn, anh cũng không biết chuyện này. Chị muốn giải thích cái gì thì đi giải thích cho anh hết kìa. Sang ơi, Sang. Em dám làm cái chuyện động trời vậy đó hả? Em xin lỗi. Em chỉ muốn hù cho thằng hết nó khai ra thôi à. Có ơi là có. Em biết thằng bá là người như thế nào mà. Sao em đi giao du với nó? Em không ngờ là cái thằng bá nó lại lật lọng như vậy. Nếu em biết trước nó như vậy á, có cho tiền em cũng không có dám. Mém một chút xíu là xảy ra chuyện lớn rồi thấy chưa. Hên là thằng hết với con Sang nó không báo công an đó. Nó mà báo công an là em ở tù mọt gông nha có. Anh ơi, bây giờ mình phải làm sao anh? Làm sao gì nữa? Làm anh mất mặt quá, không dám nhìn mặt ai luôn á. Em xin lỗi. Em đừng có xin lỗi anh. Em xin lỗi thằng hết với con Sang kìa. Anh cái gì mà anh không có giúp được cho em đâu. Thiệt tình là chị không có ý làm hại hai đứa đâu. Bây giờ chị nói như vậy, còn lỡ hôm bữa xảy ra chuyện gì rồi chị tính sao? Sang, em hiểu rồi. Em không trách chị. Em cũng không làm lớn chuyện này đâu. Thiệt hả? Mình bỏ qua chuyện này dễ vậy hả anh? Thì chuyện có gì to tát đâu. Bỏ đi em. Nhưng mà nè, anh tin chị có. Chắc tại chị nôn nóng quá chị mới làm ra chuyện như vậy. Mình phải thông cảm cho chị. Mình thông cảm cho người ta. Mà người ta có thông cảm cho mình không? Chị, thiệt tình là lúc đó chị không có suy nghĩ được nhiều, cho nên chị mới gây ra chuyện này. Nhưng mà chị thề là chị không có kêu nó cướp của tụi em. Tại cái thằng bá nó tham lam quá. Vậy sau sự việc đó chị tin em chưa? Tin, chị tin rồi.